Xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Xin chào mừng quý anh chị đến với thành phố Đà Nẵng, thành phố biển và dòng sông Hàn. Ngay bây giờ đây, hữu hôm xin giới thiệu với quý anh chị một sản phẩm rất là độc đáo, một món quà dành riêng cho quý anh chị tại phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Và ngay bây giờ đây, Thanh hữu đang có mặt tại đường Trung Lương 14. Và quý anh chị thấy đây ạ, đường Trung Lương 14 ạ, nằm cách sông Hàn rất là gần và đây, đây là một con đường ra sông Hàn và phía kia là một đoàn ngắn của con đường ra sông Hàn. Một vị trí thật là tuyệt vời và Thanh Hữu muốn gửi đến quý anh chị một lô đất ngay vị trí B1.7 của đường Trung Lương 14. Giá chỉ nhịn 4 tỷ đồng, chỉ nhịn 4 tỷ đồng thưa quý anh chị và đây tại sao tại sao quý anh chị nên mua đất ở đây để đầu tư và đó quý anh chị thấy mặt đường rất là rộng mặt đường rất là rộng khu dân cư khu dân cư và quý anh chị thấy đây là khu dân cư cao cấp toàn là các cái căn nhà biệt thự ha và chắc chắn đây là khu nhà giàu dân trí cao và đầu tư xin lời là đây thanh hữu đại diện cho kênh hữu ôm xin cam đoan với kỳ. quý anh chị rằng là quý anh chị sẽ lại ngay khi mua khi quý anh chị xuống thanh khoản cùng em hữu cái lô đất tại vị trí b 1 7 và lô đất đó có vị trí ở đâu thì xin hãy zalo uh, cho em hữu để em hữu liên lạc giải thích một phần nào đó về cái lô đất này sau đó anh hữu em hữu sẽ uh, mời quý anh chị đến xem và chúng ta thanh khoản ngay ngày hôm nay thanh khoản ngay ngày hôm nay chỉ có hôm nay với kênh hữu hôm quý anh chị sẽ được ưu đãi mua lô đất B1.7 tại phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, vị trí đắc địa ngay sông Hàn. Ngay khu vực trung tâm Hòa Xuân, đô đô thị mới cũng như một cái thành phố mới phía Nam của Đà Nẵng. Ngay đây thôi, lô B1 đường Trung Lương 14 nha quý anh chị, đường Trung Lương 14. Quý anh chị đừng chần chừ, hãy liên lạc với em Hữu vì chỉ có đầu tư xin lời ngay khi mua, khi quý anh chị đến với kênh đầu tư của Hữu Homes, thành phố Đà Nẵng và Hữu Homes sẽ hết mình vì quý anh chị và đây chính là cái lê của con đường đó một lần nữa mặt đường của trung lương 17 bảy ngô kính chị trung lương 17 vâng đừng ngần ngại hãy nhắc máy và zalo của em hữu 0905 999 056 một lần nữa xin cảm ơn quý anh chị đã xem video này và nếu như quý anh chị thân thương hãy zalo cho em hữu xin cảm ơn